Nghe trận lũ tông sập cầu ở Đồng Tháp, tài công Nguyễn Đức Trung, 36 tuổi, lái ghe tải trọng 50 tấn từ sông Hậu rẽ vào kênh Mương Khai ở huyện Lai Vung, đã tông sập cầu bê tông rạng sáng ngày 25 tháng 3 năm 2021. Tai nạn khiến cầu Phong Hòa bị sập hai nhịp giữa, trụ giữa siêu vẹo, ghe chở lúa bị chìm, tài công nhảy xuống kênh thoát nạn. Sáng cùng ngày, người dân địa phương hỗ trợ cứu phần lúa còn lại trên ghe và tiến hành trục vớt phương tiện. Cầu bị sập dài 42m, rộng 2,5m, tải trọng 2,5 tấn, được đưa vào sử dụng khoảng 25 năm nay. Cầu nằm trên trục giao thông chính của xã Phong Hòa, ngay khi đông dân cư và gần chợ nên sự việc khiến giao thông thủy bộ qua đây bị ách tắc. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp cùng các ngành liên quan nắp biển báo điều tiết, hướng dẫn các xe qua lại. Bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài công ngủ gật. Ông Dương Minh The, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Lai Vung cho biết, ngày mai huyện sẽ huy động xà lan cầu phần nhịp bị sập, giải phóng giao thông thủy qua khu vực này. Về lâu về dài, địa phương đề xuất xây cây cầu mới. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Rất mong được các bạn ủng hộ, đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người được biết.